Seo Ye-ji bị bạn cũ ở Tây Ban Nha bóc phốt vì lừa đảo trắng trợn. Vụ việc Seo Ye-ji thao túng điều khiển bạn trai cũ Kim Jung Hee-un vẫn đang là drama hot on hot với hàng loạt những tình tiết mới. Từ điên nữ xinh đẹp độc đáo và người mê, hình tượng của Seo Ye-ji hoàn toàn sụp đổ chỉ sau một đêm với rất nhiều cáo buộc từ thao túng người khác, phẫu thuật thẩm mỹ, bạo lực học đường, giả mạo học vấn và đối xử tệ với nhân viên trường quay. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có không ít nhân viên bênh vực Seo Ye-ji. Cho đến ngày 15 tháng 4, câu chuyện từ một người bạn cũ của Seo Ye-ji lúc du học bên Tây Ban Nha đã khiến dân mạng sốc nặng. Người này tố cáo Seo Ye-ji giả tạo, không vào được đại học, thậm chí còn lừa tiền. Người bạn này đã đính kèm những hình ảnh chụp chung với nữ diễn viên để làm bằng chứng. Trong bài đăng tố cáo, bạn cũ của Seo Ye-ji cho biết, "Chúng tôi cùng đến một nhà thờ. Ban đầu, tôi đã cố gắng bắt chuyện làm quen vì cô ta là người mới. Seo Ye-ji trông có vẻ tốt bụng, tôi cũng từng nghĩ cô ta là người tốt. Nhưng cô ta chỉ giả vờ tốt trước mặt bạn, rồi nói xấu, chửi bạn sau lưng. Nếu xét đến những cuộc tranh cãi về học vấn của cô ta, thì mọi người ở Madrid đều biết Seo Ye-ji không vào được đại học. Tôi sống ở Tây Ban Nha nhiều năm rồi nên không rành văn hóa Hàn Quốc. Cô ta bảo ở Hàn Quốc, bạn bè sẽ chia sẻ mật khẩu tài khoản ngân hàng cho nhau, rồi cô ta đòi mật khẩu của tôi. Thực ra là cô ta đã điên cuồng hỏi mật khẩu nên tôi đành cho cô ta biết. Seo Ye-ji dùng số tiền đó để bay tới Barcelona và không bao giờ trả lại. Khi tôi liên lạc, cô ta chở dòng bề trên. Nếu ở Hàn Quốc thì mày sẽ chẳng dám nhìn chằm chằm vào tao như thế đâu." Tiết lộ của bạn cũ Seo Ye-ji khiến dân mạng sốc nặng. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh câu chuyện này. Nhiều người cho rằng việc tiết lộ mật khẩu cho nhau là khá vô lý, nhưng cũng có rất nhiều bình luận ném đá Seo Ye-ji. Thực sự đáng sợ quá, này là lừa đảo chứ gì nữa. Thế này thì thành tội phạm rồi. Ban đầu chỉ tưởng thao túng người khác thôi, mà giờ thành lừa đảo luôn. Hiện vụ việc này đang là chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội. Công chúng vẫn chờ Seo Ye-ji lên tiếng để làm rõ cáo buộc này. Liên tiếp những cuộc tranh cãi đã nổ ra về quá khứ của Seo Ye-ji. Một trong số đó chính là nghi vấn giả mạo học vấn. Nhiều người nghi ngờ nữ diễn viên chưa từng đi du học Tây Ban Nha như có thông tin trong profile. Trong chương trình No Queen Brothers, Seo Ye-ji từng trả lời, "Tôi đã tốt nghiệp trung học tại Hàn Quốc và đi du học Tây Ban Nha." Sau khi bị YouTuber bóc học vấn, công ty quản lý cho biết nữ diễn viên đã được nhận vào đại học Complutense tại Madrid, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, không thể theo học thường xuyên khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Trước lời giải thích này, Canet vô cùng bán tín bán nghi, không biết Seo Ye-ji có từng được nhận vào đại học giống như công ty thông báo hay không. Để làm rõ điều này, hãng truyền thông Yonhap News đã liên hệ với đại học Complutense để xác nhận thông tin nữ diễn viên trúng tuyển. Đáp lại điều này, trường đại học lâu đời nhất nhì thế giới đưa ra câu trả lời khiến công chúng chững hững. "Chúng tôi không thể kiểm tra xem Seo Ye-ji có được nhận vào trường không vì đó là thông tin cá nhân. Theo nguyên tắc, chúng tôi không được tiết lộ liệu sinh viên có được nhận hay không." Yonhap cũng tiếp tục xin xác minh đại sứ quán Hàn Quốc tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, phía đại sứ quán cho biết họ có dữ liệu của những du học sinh đang học tập tại đây, nhưng không có thông tin về các trường hợp mới chỉ trúng tuyển. Đại học Complutense tại Madrid, Tây Ban Nha là một trong những trường đại học quốc gia danh tiếng nhất của Tây Ban Nha, đồng thời là một trong những trường có lịch sử lâu đời nhất châu Âu, được mở từ thế kỷ 13. Trường có quy định xét tuyển vô cùng nghiêm ngặt với du học sinh quốc tế, khóa đào tạo tiếng Tây Ban Nha trước khi nhập học cũng cực kỳ căng. Như vậy, chỉ có mình Seo Ye-ji mới biết sự thật cô có trúng tuyển đại học danh tiếng ở Tây Ban Nha hay không. Nhiều netizen tiếp tục la ó, ném đá Seo Ye-ji, yêu cầu cô đứng ra làm rõ những cáo buộc giả mạo học vấn.